Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 3. Trong chương trình Thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cùng các thành viên đoàn công tác tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện ủy Châu Thành về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024. Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024. Trong thời gian qua, tuổi trẻ huyện Châu Thành không ngừng phát huy vai trò tiên phong, lan tỏa lối sống trong thanh niên, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, lòng tự hào về truyền thống dễ dàng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua ngày 25 tháng 3, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cùng các thành viên đoàn công tác tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện ủy Châu Thành về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024. Thời gian qua, Ban Thường vụ huyện ủy Châu Thành đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, quyền triển khai thực hiện đề án 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sổ tay đảng viên điện tử. Đến nay có 41 trên 43 chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy và 172 trên 172 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã cập nhật thông tin dữ liệu đảng viên, cài đặt và triển khai sử dụng phần mềm trong sinh hoạt chi bộ. Về quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ dân tộc Khmer nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030 đều được thực hiện đảm bảo cơ cấu tỷ lệ theo quy định. Hiện nay, đội ngũ cán bộ dân tộc từ huyện đến cơ sở có 412 đồng chí, chiếm 22,83%. Trong đó cấp ủy viên huyện có 8 đồng chí, chiếm trên 19%. Lãnh đạo phòng, ban ngành, đoàn thể huyện là người dân tộc Khmer có 4 đồng chí, chiếm gần 7%. Về công tác tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, huyện chỉ đạo tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc xã Đa Lộc. Các xã thị trấn còn lại tổ chức đại hội hoàn thành trước ngày 29 tháng 3. Hiện nay, đảng bộ huyện có trên 4.000 đảng viên, trong đó đảng viên đủ điều kiện phân công công tác đạt gần 99%. Riêng các chi bộ ấp khóm, ngoài việc ra nghị quyết phân công công tác cho đảng viên, còn phân công trên 2.200 đảng viên phụ trách hộ gia đình, đạt 100%. Thời gian qua, Ban tiếp công dân và Ủy ban dân các xã thị trấn tổ chức tiếp công dân trên 1.000 cuộc. Qua đây tiếp nhận và thụ lý 147 đơn thư, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường. Kết quả giải quyết các vụ việc đạt gần 84%. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị huyện ủy Châu Thành tập trung lãnh đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, kết luận của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời quan tâm rà soát lại lực lượng báo cáo viên cấp cơ sở, lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên nhằm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn để làm tốt công tác tư tưởng của Đảng, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, tăng cường chuyển đổi số và xây dựng sổ tay đảng viên điện tử. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị huyện ủy Châu Thành tiếp tục phát huy vai trò ban chỉ đạo 35 cấp huyện, kịp thời nắm bắt và xử lý thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ dân tộc Khmer, nhất là cán bộ trong quy hoạch đạt chuẩn cả về chuyên môn và lý luận chính trị theo đề án số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có kế hoạch đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ đoàn, quy hoạch cán bộ đoàn từ cấp xã đến cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, quan tâm công tác phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình. Nội dung phân công phải rõ ràng, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân. Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát năm 2024. Kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tăng cường giám sát nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Ngày 25 tháng 3, ông Trương Văn Quy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Duyên Hải chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 và triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2024. Trong quý 1,
Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải tập trung chỉ đạo điều hành đạt được một số kết quả quan trọng như công tác tuyển quân đạt kế hoạch, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 50% chỉ tiêu, tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi cơ bản được kiểm soát tốt, các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui chơi trong dịp Tết diễn ra an toàn, vui tươi, tình hình kinh tế xã hội cơ bản ổn định và phát triển hơn so cùng kỳ. Thu ngân sách khá, tiến độ triển khai các công trình, dự án được quan tâm sâu sát, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết luận hội nghị, ông Trương Giang Quy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các ngành và các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm công tác tiêm phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tập trung xây dựng và nâng chất sản phẩm OCOP, kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản, hạ độ cao mặt ruộng trên địa bàn, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cương quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng lề đường. Phòng nội vụ tranh thủ tham mưu công tác tuyển dụng giáo viên, công chức cấp xã. Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp với chi cục thuế tăng cường công tác thu thuế trên địa bàn. Riêng các xã ven biển cần chú ý theo dõi tình hình hoạt động của tàu cá 30 tham gia khai thác trên biển. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, khát vọng, phát triển là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Phương châm kế thừa, ổn định, sáng tạo và phát triển đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp. Phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Ngang vừa chọn xã Vinh Kim làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự đại hội có ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Kim đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả đã vận động nhân dân xây dựng được 5 tuyến đường giao thông dài 3,4 km, 6 cây cầu bê tông tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ban vận động quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa đã vận động được hơn 7,3 tỷ đồng, xây dựng 47 nhà đại đoàn kết và tặng hơn 4.600 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Đến nay, toàn xã có 97,6% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trên 73 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,94%. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Trãi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Ngang, biểu dương thành tích đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Kim trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Kim nhiệm kỳ mới cần quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục nâng cao chất lượng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, vận động nguồn lực quỹ vì người nghèo, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất nội dung để tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát nhân dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường vận động nhân dân thi đua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đại hội hiệp thương cử 35 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Kim nhiệm kỳ mới. Trong đó, ông Trần Giang Giao tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Kim, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Kè cũng vừa chọn xã Phong Phú làm điểm tổ chức đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến dự. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Phong Phú đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Trong 5 năm, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp vận động nguồn kinh phí hơn 4 tỷ đồng, xây dựng 11 tuyến đường đan và 10 cây cầu giao thông nông thôn, lắp đặt 200 trụ đèn đường chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời.
thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 5,3 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ xây dựng 61 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn và dở, hỗ trợ 8.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, kéo nước sạch cho 98 hộ, hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí điều trị bệnh cho 350 bệnh nhân nghèo, tặng dụng cụ học tập và 327 suất học bổng, 36 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Thạch Buôn Nát, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Kè đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phong Phú đã nỗ lực thực hiện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, đề nghị trong nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc xã Phong Phú cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào thi đua, đoàn kết, sáng tạo, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Đại hội đã hiệp thương cử 35 đồng chí vào quyển viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, trong đó ông Chi Thanh được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phong Phú nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 25 tháng 3, Thành đoàn Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh. Tại buổi họp mặt, chị Đặng Thị Trúc Nhiên, Bí thư Thành đoàn Trà Vinh đã ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tuổi trẻ thành phố Trà Vinh vô cùng tự hào về truyền thống vẻ vang của đoàn. Ngày nay, trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng với thanh niên cả nước, tuổi trẻ thành phố Trà Vinh luôn đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, tô thắm thêm cho trang sử vẻ vang của đoàn. Thành đoàn Trà Vinh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, triển khai và tổ chức thực hiện đạt được kết quả phấn khởi trên các mặt công tác như cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới và mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp được triển khai hiệu quả. Tiêu biểu nhất là phong trào thanh niên tình nguyện được đoàn viên thanh niên đón nhận. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo được đẩy mạnh đã khuyến khích đoàn viên thanh thiếu nhi phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật, góp phần tăng năng suất, chất lượng hiệu quả trong học tập công tác, lao động sản xuất, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến vì sự phát triển của địa phương. Phong trào tuổi trẻ xung kích và bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đã đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động vì an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được triển khai theo từng chủ đề cụ thể với nhiều hoạt động thiết thực cho xã hội, ngày càng thu hút được nhiều thanh thiếu nhi, mạnh thường quân, nhân dân cùng tham gia. Công tác đoàn viên được quan tâm, chủ động tạo nguồn, chú trọng bồi dưỡng thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành để kết nạp vào đoàn. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh trao tặng Thành đoàn Trà Vinh phần quà lưu niệm. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng quà cho các đồng chí nguyên là bí thư thị đoàn, thành đoàn qua các thời kỳ và các đồng chí ban thường vụ các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn. Tại buổi họp mặt, thành đoàn đã tuyên dương 12 thanh niên tiêu biểu trong công tác đoàn năm 2024. Chiều ngày 25 tháng 3, Mekong và Hội đồng các sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức công bố quyết định không công nhận Tỳ khưu Kim Sơn Rinh là tu sĩ Phật giáo Năm Tông Khmer và trục xuất khỏi chùa đại trường, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần. Tham dự buổi công bố quyết định có Hòa Thượng Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cùng Hòa Thượng Thạch On, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Mekong Phật giáo Nam Tông Khmer và Ban Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. Theo nội dung của quyết định, thời gian qua, Tỳ khưu Kim Sâm Rinh có hành vi đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video không đúng sự thật trên mạng xã hội với nội dung gây mất an ninh trật tự, lôi kéo một số vị sư, Phật tử tham gia vào hoạt động gây mất đoàn kết trong chùa và cộng đồng, không tuân thủ giáo luật, giáo huấn của trụ trì và lãnh đạo các cấp hội. Để giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng, tạo điều kiện tốt nhất trong việc tu học hành đạo của chư tăng, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ chùa và phơm sóc, Mekong, Ban Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh quyết định không công nhận Tỳ khưu Kim Sâm Rinh là thành viên trong tăng chúng chùa Đại Trường, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, không công nhận Tỳ khưu Kim Sâm Rinh là thành viên trong tăng đoàn Phật giáo Nam Tông Khmer tỉnh Trà Vinh, trục xuất Tỳ khưu Kim Sâm Rinh khỏi chùa Đại Trường,
tất cả 143 chùa Khmer trong tỉnh không tiếp nhận tỳ khưu Kim Sum Rin lưu trú. Của sư Kim Sum Rin, hội đã tổ chức họp 3 lần mời hắn tham dự. Trong cái đạo, trong cái lực giới thì con người cứng rắn, khó dạy, không tôn trọng, rồi làm cho tách rời cái sự đoàn kết nội bộ. Sư đã thường xuyên kích động bên ngoài, làm ví dụ kha bên mạng thông tin xã hội đem lên không có đúng sự thật công việc, nó sai với chủ trương đường lối của đảng nhà nước về chính sách dân tộc tôn giáo. Bây giờ mình hòa bình rồi, mình phải ổn định, bệnh rồi mới phát triển được mọi mặt học hành. Cho nên nó nghĩ như thế đó, hội không công nhận sư Kim Sum Rin một vị sư trong Phật giáo Nam Tông Khmer. Mặc dù hội đoàn kết sư sãi yêu nước có gửi giấy mời và cử người đến gặp trực tiếp, nhưng một lần nữa Kim Sum Rin vắng mặt, không đến dự buổi công bố quyết định. Dù vậy, quyết định của Mekong, ban thường trực hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, vẫn có hiệu lực, nghĩa là Kim Sum Rin không còn là tu sĩ của Phật giáo Nam Tông Khmer. Được biết, Kim Sum Rin xuất gia tại chùa Đại Trường vào năm 1997, sau đó có thời gian tạm trú tại chùa Ông Mẹt, phường Bột, thành phố Trà Vinh, học và tốt nghiệp cử nhân luật, được bầu làm trợ lý thư ký hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh và dạy chữ Pali ở một số điểm chùa trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cho thôi chức trợ lý thư ký và trả về chùa Đại Trường, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần. Ngày 25 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam năm 2024. Phát biểu tại buổi họp mặt, tiến sĩ bác sĩ Trần Kiến Vũ, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết, vào ngày 15 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chọn ngày 25 tháng 3 hàng năm là Ngày Công tác Xã hội Việt Nam. Đây là dịp để nhìn nhận sự đóng góp của những tổ chức cá nhân cho công tác xã hội, góp phần phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách và tinh thần thương yêu, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đã thành lập Phòng Quản lý Chất lượng, Công tác xã hội để làm cầu nối giữa bệnh viện với bệnh nhân, bệnh viện với cộng đồng. Mục đích của việc làm này là vừa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, vừa góp phần kết nối những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi đến bệnh viện điều trị với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó mà trong những năm qua, tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đã có hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí hàng chục tỷ đồng cho công tác khám và điều trị bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Trần Kiến Vũ cho biết, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới cán bộ làm công tác xã hội để kết nối giữa các khoa, phòng trong bệnh viện và ngoài cộng đồng, nhằm phát huy tốt vai trò những người làm công tác xã hội, góp phần giúp cho bệnh nhân nghèo được cộng đồng xã hội hỗ trợ nhiều hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe, giúp cho bệnh nhân có cuộc sống ổn định khi đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thưa các bạn, trong thời gian qua, tuổi trẻ Châu Thành không ngừng phát huy vai trò tiên phong, lan tỏa lối sống đẹp trong thanh niên, giúp dân làm cầu, đường giao thông, trồng cây xanh, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Khmer gắn với phát triển du lịch. Qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, lòng tự hào về truyền thống dễ dàng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề Nghe người dân nói. Mô hình phát huy vai trò thanh niên trong bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Châu Thành là sáng kiến mới của huyện Đoàn Châu Thành năm 2024. Theo đó, đoàn viên thanh niên tiếp tục thực hiện công trình số hóa di tích lịch sử bằng mã QR. Các nội dung được thể hiện bằng hình thức trang lật, phong chữ dễ nhìn, có hình ảnh minh họa, tạo hứng thú cho người xem và rất dễ đọc. Người dân sẽ có cái nhìn tổng thể về những di tích quê mình và nâng cao ý thức giữ gìn quảng bá di tích đến với du khách trong và ngoài nước. Tính đến nay, huyện đoàn đã số hóa được 5 di tích, tổng số lượt truy cập vào website các bài đăng di tích lịch sử hơn 2.500 lượt. Sư thấy hoạt động số hóa di tích lịch sử về chùa và các địa điểm di tích khác trên địa bàn huyện rất ý nghĩa. Sư rất mong hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai và ngày càng được lan tỏa rộng khắp để nhiều người dân biết đến các di tích của huyện và tỉnh mình.
để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer vào những dịp lễ Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, đông đảo thanh niên Phật tử cùng chư tăng các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer cùng nhau chỉnh trang cảnh quan khuôn viên chùa, trang trí cổng chào, đắp núi cát, dựng sân khấu nơi tổ chức các nghi thức đón mừng năm mới. Từ chiều năm nay, phong trào thanh niên tình nguyện đã trở thành nét văn hóa đẹp, thể hiện tinh thần cống hiến của hàng triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Lớp lớp thanh niên tỉnh Trà Vinh và Châu Thành nói riêng không cần rèn luyện, xung phong đảm nhận những việc mới, việc khó, góp sức trẻ của mình qua những công trình trong thôn mới. Công trình cầu thanh niên trị giá hơn 180 triệu đồng do huyện đoàn và xã Đa Lộc vận động nguồn lực đầu tư vừa hoàn thành là một minh chứng cụ thể. Chi đoàn ấp Hương Phù C đã mạnh dạn đăng ký công trình phần việc mang đậm dấu ấn đoàn thanh niên. Cụ thể nhất là chi đoàn đã vận động đoàn thanh niên và người dân trên địa bàn ấp Hương Phù C đóng góp ngày công lao động của mình thực hiện xây dựng cầu thanh niên là công trình thanh niên của cấp huyện chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua đó đã thực hiện tốt mô hình, phát huy vai trò thanh niên trong bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer gắn với phát triển du lịch do huyện đoàn Châu Thành triển khai ngay từ đầu năm. Nổi bật là các công trình xây dựng và chân ái, cầu, đường giao thông, thắp sáng đường quê. Thông qua đây, vừa giúp dân đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng, vừa hạn chế tình trạng tai nạn giao thông. Cũng trong thời gian qua, thì chính quyền địa phương kết hợp với huyện đoàn, với xã đoàn Đa Lộc, cũng vận động là xây dựng rất là nhiều công trình, nhất là công trình xây dựng cầu giao thông nông thôn ở đây là kết hợp với huyện đoàn, đã xây dựng cái cầu xong. Thì cái cầu đã xây dựng xong rất là khang trang để vận chuyển hàng hóa cho bà con và thuận tiện là đi lại. Xác định phong trào thanh niên tình nguyện là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ. Các cấp đoàn Châu Thành đã triển khai các hoạt động đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong việc xây dựng hình ảnh người thanh niên với bào áo xanh gần gũi với nhân dân. Trước thì bà con đi đêm hôm khó khăn lắm, xe giao thông này kia, rồi anh em bà con ta đi làm công ty tối khuya về rất khó khăn. Bây giờ được huyện đoàn gắn đèn này anh em rất là vui mừng. Dạ, đi khuya thì không có lo tai nạn xe này kia, tại vì đường nó cũng hơi không được lớn hung. Dạ, có đèn sáng thì anh em cũng thấy đường nhiều. Với chủ đề công tác năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện, ngay từ đầu năm thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã tập trung triển khai các phong trào tình nguyện. Nổi bật là trong tháng thanh niên năm 2024, nhiều công trình phần việc đã được triển khai thực hiện. Từ đó, thông qua các hoạt động tình nguyện đã góp phần tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, hướng đến bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer trên địa bàn huyện, tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn hội trong thanh niên và xã hội. Đoàn các cấp trong huyện trong việc vận động các tổ chức cá nhân đã thực hiện vận động các nguồn lực để thực hiện các công trình phần việc trong tháng thanh niên với tổng kinh phí thực hiện là gần 400 triệu đồng. Tuổi trẻ Châu Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa lối sống đẹp trong thanh niên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm cống hiến sức trẻ vì sự phát triển chung của tỉnh. Đây cũng chính là cơ hội để đoàn viên thanh niên được thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, được rèn luyện và tự khẳng định mình trong sự kỳ vọng của cả dân tộc. Chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.